Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức sức khỏe. Chương trình hôm nay gồm những tin chính sau. Người dân Canada sợ nhất vaccine AstraZeneca trong các loại vaccine. Pháp cấm cửa vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Lo ngại vaccine, hơn 5 triệu dân Mỹ thà chết không tiêm mũi thứ hai. Người dân Canada sợ nhất vaccine AstraZeneca trong các loại vaccine. Một cuộc thăm dò mới đây, người Canada cảnh giác hơn nhiều về việc tiêm vaccine Oxford AstraZeneca so với việc tiêm các loại vaccine khác được chấp thuận sử dụng ở Canada. 82% người tin tưởng vào vaccine Pfizer, 77% mọi người tin tưởng vào vaccine Moderna và 69% số người tin vào vaccine Johnson & Johnson chưa có trên thị trường. Nhưng chỉ có 53% số người được hỏi cho biết họ tin rằng họ hoặc các thành viên trong gia đình có thể kháng lại virus COVID-19 sau khi được tiêm vaccine AstraZeneca. Nói cách khác, người Canada có mức độ tin tưởng thấp nhất đối với vaccine AstraZeneca. Lý do khiến người dân mất lòng tin vào vaccine AstraZeneca chủ yếu là do thỉnh thoảng lại có báo cáo về việc một số người bị đông máu, thậm chí tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Hôm thứ Hai, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêm chủng Canada đã khuyến cáo rằng không nên tiêm vaccine AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi. Đây là phản hồi cho các báo cáo về việc khoảng 30 bệnh nhân ở châu Âu, chủ yếu là phụ nữ trẻ, đã phát triển cục máu đông sau khi tiêm vaccine. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Pháp cấm cửa vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Gần đây, Pháp đã nới lỏng hạn chế đối với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine nhập cảnh vào nước này và tuyên bố những người lớn tuổi đã tiêm vaccine có thể không cung cấp lý do cấp bách đến Pháp, nhưng chỉ cho phép đối với những người tiêm vaccine Moderna, Pfizer, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc không có trong danh sách này. Về vấn đề này, Đại sứ Trung Quốc trú tại Pháp đã lập tức thể hiện thái độ chiến lang. Chính phủ Bắc Kinh sẽ thực thi chế tài ngang hàng như trước đây. Cũng chính là khi người Pháp nhập cảnh vào Trung Quốc, phía Trung Quốc cũng không chấp nhận việc họ tiêm các loại vaccine không phải của Trung Quốc. Được biết, dù vaccine Trung Quốc đã được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp từ tháng trước, nhưng lại không được chính phủ Pháp chấp nhận. Đặc biệt, vaccine của Sinovac và Sinopharm đến nay cũng chưa được phê chuẩn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu. Chuyển sang thông tin cuối cùng. Lo ngại vaccine, hơn 5 triệu dân Mỹ thà chết không tiêm mũi thứ hai. Do tính an toàn và hiệu quả của vaccine COVID-19 còn nhiều nghi ngờ, nên Mỹ vẫn còn hàng triệu người không muốn tiêm vaccine. Trong lúc cơ quan y tế liên bang và địa phương của Mỹ đang nghĩ cách để xử lý vấn đề hàng triệu người không muốn tiêm vaccine này, hiện giờ vẫn còn phải đối mặt với một thách thức khác. Có hàng triệu người sau khi tiêm mũi vaccine đầu tiên của Pfizer hoặc là Moderna không muốn tiếp tục tiêm mũi thứ hai, chiếm khoảng 8% và còn có xu hướng tăng. Tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến bất chấp khuyến cáo của giới chức nước này cho rằng cần có khoảng 70-80% dân số tiêm chủng thì mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Đáng chú ý, nhiều người từ chối tiêm vaccine còn bởi nghi ngại chiến dịch tiêm hai loại vaccine khác nhau trong hai lần tiêm. Trước đó thì một trong những nhà cung cấp tiêm chủng vaccine trên toàn nước Mỹ, chuỗi nhà thuốc lớn nhất nước Mỹ, Walgreens, đã để người dân tiêm chủng mũi vaccine đầu tiên của Pfizer hoặc Moderna. Sau đó thì tiêm loại vaccine khác mà trong kho của họ còn ở liều thứ hai. Nhiều khách hàng của Walgreens cho biết, hiện giờ họ đang tìm mọi cách muốn tìm được loại vaccine giống như mũi đầu tiên họ đã tiêm. Cũng có người kiên quyết từ bỏ tiêm, không đi tiêm mũi thứ hai. Nhiều tiểu bang đã bắt đầu đóng cửa trạm tiêm vaccine, đồng thời thông báo cho liên bang giảm thiểu lượng cung ứng vaccine. Quan chức y tế nước này đưa ra cảnh báo, nói rằng việc do dự không quyết định trong việc tiêm vaccine sẽ đe dọa đến việc người Mỹ đạt được miễn dịch cộng đồng, từ đó làm thất bại nỗ lực kiểm soát virus lan rộng. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.